Ủa bữa nay mùng 2 Tết sao mấy anh không đi làm gì cho nghe nước làm gì vậy? Trời ơi, cho nghỉ mệt chút ông ơi. Sáng giờ tụi con làm mệt quá trời. Đất đai tôi kìa, quá trời luôn. Bây giờ tôi phải đi coi đất. Đâu vô cái lẫm lúa. Giờ vô lẫm lúa. Đi chỗ bây giờ tôi phải đi coi đất cái nha. Sớm nghỉ sớm. Rồi bay coi bay lo bay đi làm bay. Đi làm đi, không có đi làm, hai coi đất đi. Thôi đùa, chơi cái nợ ngay chỗ cái cổ nó giống quá, đúng luôn á. Ở đây là tôi là hát công tử quý vị. À, hát công tử, bạch công tử rắn mà rồi là hát. Sao mà nó nặng dữ vậy? Không biết chạy. Hoành cá chân đó, kêu cá chân với lẹo à. Xe không nổ. Sorry, em đầu sáng nói đây là bạch công tử giỡn rồi. Ê, đưa nó lên. Có bảy nè. Rồi.